Ok, hello anh em, là mình đây. Hôm nay lại tiếp tục chiến đấu với con tài xỉu thôi. Và cũng có hứa hẹn với anh em rồi đúng không? Có hứa hẹn cho anh em rồi, vào cuối tuần mình sẽ lên cho anh em cái gọi là phương pháp 2.0. Thì cái phương pháp này hôm nay mình đã lên cho anh em luôn, bởi vì anh em đã ngóng lắm rồi, đúng không? Đấy, thì phương pháp này nó sẽ gộp lại cái bảng vị phiên 1.0 này, bảng vị phiên 1.5, nó sẽ gộp lại với nhau. Và nó sẽ tạo ra một cái gọi là dạng cầu, một dạng cầu gì nhỉ, xuôi với ngược em ạ. Đây, từ từ để mình sẽ gọi cho anh em xem. Đây, mình đã ngồi mình dò được bốn tay đấy, thì anh em chuẩn bị cho mình một cái giấy và một cái bảng vuông như này nhá. Anh em ghi xuôi ngược ra, đầu tiên là anh em cứ dò đã, 2 này, 4 này, 6, 8, 10, 12, 11. 11 thì tay này nếu để xem ra con gì đây, 11 mà ra xỉu à, 11 trên 10 ra xỉu là một con xuôi đấy. Thì theo chiều hướng cầu xuôi sẽ là trên 10 vào xỉu, dưới 10 vào tài. Còn theo chiều hướng cầu ngược sẽ là dưới 10 vào xỉu, trên 10 vào tài em nhé. Ok chưa? Hiện tại là cầu nó đang đi ở cầu 13, à đâu, cầu 12 em ạ. Tay này mình lại bắt xuôi này. Đấy, nó giống kiểu tựa tựa như thuận nghịch em ạ. Ok chưa? Nào, nếu mà bắt xuôi tay này thì 2 này, 3 này, 6 này, 8, 10, 12, 14. 14 thì nếu mà vào một con xuôi nữa, xuôi thì sẽ là trên 10 bắt xỉu, dưới 10 bắt tài đúng không? Thì tay này mình sẽ vào xỉu một tay này. Đấy, mình sẽ đi dò thôi. Tay này mình sẽ hướng dẫn cho anh em và mình chỉ có đi dò thôi anh em ạ. Mình sẽ đánh kiểu mà mình đều 5 lít ấy. Đấy, không đều 1 lít cũng được. Mình nay thì mình lên mình hướng dẫn cho anh em chứ mình không có đánh. Và nếu là mình có đánh thì mình sẽ gọi là đánh nhỏ nhẹ như này, 500 cây, 500 một tay, một mở một tay thôi. Để xem tay này chuẩn là vào con xuôi không, xem là vào phải vào cầu 1 2 không đây. Ôi trời, lại ra một con ngược. Đấy, nhiều khi nó đi ảo lắm anh em. Đấy, thì xuôi thì nếu mà bây giờ hiện tại nhá, nó ra một con xuôi đúng không, anh em bắt bẹt luôn xuôi cho mình. Đấy, còn nếu mà ra một con ngược thì anh em bắt luôn bẹt ngược cho mình. Thì ở đây là mình thấy là nó đi cầu dạng cầu mẹ mày đang đi cầu 21, nó chuyển sang cầu 11 rồi. Đấy là trong trường hợp cầu bẹt thôi, còn đây là trường hợp cầu lặp. Đấy, nó cầu lặp với cả cầu bẹt nó cũng không khác gì cầu thuận nghịch đâu. Cầu lặp vẫn là đi cầu 11, cầu 21, cầu 22. Cầu bẹt thì vẫn là bẹt dài, bẹt nuôi con nghịch, bẹt nuôi con xuôi, con ngược và con xuôi anh em nhé. Thì ở đây đang đi theo là cầu 11 rồi, thì mình sẽ bắt luôn một con xuôi tay này. Đấy, bắt luôn xuôi tay này, 2 này, 4 này, 6, 8, 10, 12. 12 nếu mà vào xuôi thì trên 10 vào xỉu. Ok. À chết chết chết, lại quên tay đấy. Đi tiếp, tay này mình sẽ vào tầm khoảng 1 m đi. Ok. Ôi ôi, thế đéo nào nó lại đi một con nghịch em ạ. Đấy, tay ảo quá nhở. Thì khả năng là mình sẽ bắt bẹt luôn anh em ạ. Bây giờ là chơi kiểu mẹ mày, nếu mà nó ra dạng cầu nghịch cầu ngược này, anh em bắt bẹt luôn con ngược luôn, không cần phải biết là mẹ mày đi cầu 11 hay cầu 21, cứ thế bắt bẹt thôi. Đấy, còn nếu mà ra dạng cầu xuôi thì anh em bắt luôn hẳn cầu xuôi anh em ạ. Đấy, bao giờ trường hợp mà anh em gặp quả cầu đảo thì anh bắt cầu đảo, còn đâu anh em cứ đi theo dạng gọi mẹ cầu bẹt thôi. Cầu đảo thì nó sẽ như thế này thôi, cầu đảo nó sẽ mẹ mày đảo nguyên mấy cái con, mẹ mày nghịch xong lại xuôi xuôi xong lại nghịch xong lại xuôi xong lại nghịch đấy, đấy gọi là cầu đảo. Còn đâu là anh em cứ có thể là bắt bè cho mình, cứ bắt bè cho mình, không cần phải bắt mẹ mày cầu đảo đâu, anh em cứ thấy con nào ra là anh bắt bè luôn. Nào, 2 này, 4 này, 6, 8, 10, 11. 11 thì tay này mình sẽ vào ngược luôn, trên 10 vào tài để xem tay này chuẩn nó ra tài không. Ui số hai con hai nó lại dạng dạng cầu xuôi à, cầu đi ảo đấy, cầu đi khá ảo đấy, nó lại nhảy sang gọi là dạng cầu 21, hai ngược một xuôi. Tay này mình chưa bắt, nó mà đã ra xuôi như này thì mình bắt tiếp một con xuôi anh em nhé, xong lại bắt tiếp một con xuôi, lại tiếp tục một con xuôi, lại bao giờ bẻ sang một dạng cầu ngược thì thôi. Tay này bắt tiếp xuôi này, 2 này, 4, 6, 8, 10, 11. 11 vào xuôi thì là vào một con xỉu. Ok, bắt luôn xỉu cái này. Tay này mình vào luôn 2 m để gỡ lại cái gốc đã anh em ạ. Thì về cái kiểu 2.0 này nó loạn lắm, nó loạn lắm. Thì anh em muốn áp dụng cũng được mà anh em không áp dụng cũng được, bởi vì là nếu mà trong trường hợp nó ra con nghịch như này, con nghịch như này, anh em bắt luôn nghịch đấy, xong bao giờ nó bẻ sang một con xuôi thì anh em bắt luôn xuôi đấy, bắt luôn xuôi, bắt dài luôn nhá anh em nhá, không phải ngán. Ui sổ 5 4 ra 1 này chuẩn nhá. Tiếp tục là đi theo một con xuôi.
Đấy, tay này mình lại bắt xuôi tiếp, xong lại xuôi tiếp. Đấy, nó sẽ như vậy. Đi tiếp một xuôi này. À, thì tay thứ ba đúng không? Mình khả năng mình đánh tầm 6 tay. Cái này mình đánh 5 hoặc 6 tay cũng được, nhưng mà mình đánh 6 tay. Tiếp nào. 2 này, 4 này, 6, 8, 10, 10 tay nghỉ rồi. Thì tay nghỉ mình vẫn phải nghỉ em nhá, tay nghỉ vẫn phải nghỉ thôi. Tay nghỉ vẫn phải nghỉ thôi, nhưng đánh làm chó thì. Tay này cái thứ nhất là nó ra tài. Đấy, xong lại tài tiếp, xong lại đi một con xỉu. Đấy, nó lại có 3 một tách. Còn nếu mà theo tôi nhìn vào phía ở cái phía nghĩa khác thì nó sẽ đi cầu 23. Để xem là có gọi là chuẩn không đây. Này thì nếu mà nó nghỉ thì anh em không cần phải ghi vào nhá. Nghỉ anh em không cần phải ghi vào. 2 này, 4 này, 1 2 3 4 5 5 tay đi vào số 5 tay nó mới xong anh em ạ. Xỉu đúng là cầu 23 anh em ạ. Nào, tiếp tục nào. Mình đánh thêm 2 tay nữa nghỉ anh em ơi. 2 này, 4 này, 6 8 dưới 10 rồi. Dưới 10 mình đi tiếp một xuôi này là vào tài. Mình sẽ vào luôn một mờ cái này. Đấy, mình sẽ bắt tiếp một con xuôi anh em nhá. Đây mình ghi ra đây để gọi ví dụ này. Đấy, xong mình đi tiếp một xuôi, đi tiếp một xuôi. Nếu mà nó ra dạng gọi là cầu đi tiếp một con ba con xuôi này nữa, ví dụ cho anh em thôi, nếu mà đi bẹt xuôi mà ra dạng cầu nghịch. Anh em đi tiếp cầu ngược chứ anh em ở quay mồm. Anh em cứ đi tiếp thôi. Đấy, không cần phải lo lắng cả, cứ thế mà đi thôi, bắt theo cầu thôi. Đây gọi là bắt theo cầu, đu theo cầu thôi. Chứ mình không cần phải gọi là để mình tính cầu 11 hay là cầu 12 kiểu làm gì cả. Nó cứ ra con nào theo con đấy thôi. Đấy. 4 là 30 ba mấy mà nhỉ? Hình như là 38 rồi đúng không? 38 để xem nào. Có chân là húp này, ôi trời ơi, đéo có chân anh em ạ. Tay này thì mình không lường trước được lại ra một con người. Đấy. Thế nó mới ảo, nhiều khi là anh em vào gặp trường hợp như thế này thì cũng bó tay chầm mắm tôm rồi. À, thì nhưng mà đây gọi là dạng cầu đảo. Đây là một dạng cầu đảo. Thì anh em bắt luôn dạng cầu đảo như thế này. Tay này anh em đi tiếp một con ngược này. Bắt tiếp một ngược cho mình. Nếu mà đây gọi là cầu đảo nhá. Cầu đi 22 mình không ngại gì mình vào con ngược thế này. 2 này, 4 này, 6, 8, 10. 10 à, 10 tay nghỉ rồi. Đây thì mình sẽ phân tích lại cho anh em luôn nhé. Phân tích lại luôn này. Thì đầu tiên anh em phải thấy ở đây là mình cũng đã nói với anh em là nó ra dạng cầu lào. Thì anh em bắt luôn cầu đấy đúng không? Ví dụ con đầu tiên là mình đã mới dò đi. Anh em mới bắt đầu vào dò đi. Nó ra một dạng cầu nghịch, à, cầu ngược như này. Đây. Đấy, đi một dạng cầu ngược như này. Thì anh em bắt tiếp con ngược. Đấy, nếu mà ra dạng gọi là cầu xuôi thì anh em bắt tiếp con xuôi. Đi theo cầu thôi. Đi theo cầu thôi. Đấy, và dạng cầu đảo như thế này thì anh em bắt luôn cầu đảo với mình. Nó đi cầu 21 đánh bắt luôn cầu 21, đi cầu 22 bắt luôn cầu 22. Đấy. Thế anh em hiểu không? Tay này thì nó ra con gì nữa đây? Đang là làm thêm hai tay nữa nghỉ nha mày. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11 thì đang theo là chiều hướng gọi là cầu 22, cầu đảo 22. Thế là mình sẽ bắt luôn con này là con ngược. Đấy, bắt này luôn con này con ngược. Thì con ngược ở đây là 2 này, 4 này, 6, 8, 10, 11. Con ngược thì trên 10 bắt tài, dưới 10 bắt xỉu. Ok, đi theo một con tài thế này. Lại gỡ lại vốn hay hai tay cuối làm tay to đi. Hai tay cuối làm tay to đi. Đấy, cũng là kiểu mẹ mày tay đầu tiên dò thì đâu tay này không tính em ạ, tôi đánh lâu rồi. Đấy, đây. Hai tay này thì tay đầu ăn tay thứ hai gãy trả về này. Chuẩn tài luôn này, ok chưa? Đấy. Thì đây là dạng cầu đảo thì nó đang đi cầu 22, đi cầu 21 hay cầu 11 thì anh bắt luôn. Còn nếu mà ra dạng mẹ mày đi kiểu mẹ mày đầu tiên mà anh em bắt đầu dò, nó mà ra một con nào thì anh em cứ đu theo nó. Còn nếu mà anh em đu xong rồi mà nó bẻ xong rồi dạng cầu đảo thì anh em bắt luôn dạng cầu đảo. Nó bẻ thì nó chỉ đi bẻ được hai tay thôi, hai tay nghỉ thôi, còn đâu anh em vẫn bắt được. Nào, tiếp làm tay cuối nào. 2 này, 4 này, 6, 8, 9. 9 thì tay này đi theo một con xuôi bởi vì đang đi theo cầu 22. Đấy, xuôi thì 9 dưới 10 vào tài. Ok, vào luôn tài tay này này. 41 à, 41 600 à. Ok, vào luôn tay này nhá. Thì mình cũng gọi là bú được gọi là một mờ. Nói chung là nay chỉ vào để hướng dẫn cho anh em về cái phương pháp 2.0 nó sẽ như thế nào. Nhưng mà nay vào gặp quả mẹ dạng cầu đảo anh em ạ. Nếu ra dạng cầu bè thì tôi cũng gọi là giới thiệu luôn cho anh em này. 41 ra 1. Ok,
Đấy, nói chung là ăn hai trả hai, bạn phải ăn tay đầu tiên. Đây, tay này không tính em ơi, tay này thì bỏ bỏ bỏ. Bỏ nhá. Đây tính cho này, ăn một này, trả một thì nó là ăn một trả một này. Đấy, cũng không khác gì nhau, năm tay trả về hai nha bạn. Rồi thì nói chung là anh em cứ đu theo cầu là anh em sẽ biết thôi. Đấy thì nói chung là hẹn gặp lại anh em những video tiếp theo. Anh em nào yêu quý mình và anh em còn thắc mắc gì về phương pháp này em thể bình luận bên dưới cho mình nhá. Và mình nói chung là theo tôi thì cái bảng phiên 1.0, 1.5 nó vẫn dễ dàng hơn. Cái này thì loạn lắm anh em nào hiểu anh em sẽ bắt được. Còn em nào chưa hiểu thì anh em có thể xem video ngày hôm nay hoặc ngày mai, tôi vẫn lên cho anh em một cái phương pháp mà anh em. Ok thì thôi, gọi là nghe anh em nhi giới thiệu cho anh em và hướng dẫn cho anh em thế thôi. Bây giờ thì hẹn gặp lại anh em những video tiếp theo nhá.